Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt được cái hàng thật và hàng giả của kem trị nám các bạn nhé. Cái kem trị nám này thì nó rất là hiệu quả các bạn ạ. Nó tẩy được cái nám và tàn nhang trên khuôn mặt ấy. Nhưng mà hiện nay thì cái thị trường rất là nhiều cái hàng giả của cái hàng này. Vì vậy mà hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả để mua cái sản phẩm trị nám tốt nhất cho mình các bạn nhé. Thì trên tay mình đây là một là thật mà hai là giả này các bạn này. Khi mà các bạn nhìn vào như thế này thì các bạn có biết đâu là thật, đâu là giả không các bạn? Thực ra là rất là khó đấy các bạn, rất là khó để mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả đấy. Nếu mà không bán cái hàng này lâu năm như mình thì các bạn sẽ không phân biệt được đâu. Thì đây, cái chữ ở dưới đáy này các bạn, cái hàng thật này chữ nó rất là thanh và nó nhìn cái chữ ấy nó rất là đều, rất là đẹp này các bạn này, nó không đậm đâu. Nhưng mà cái hàng giả này, chữ ở dưới đáy hộp ấy nó rất là đậm các bạn. Cái chữ mực ấy, cái mực của nó rất đậm, nó không có được tinh tế như cái hàng thật đâu các bạn. Đây, khi mà mình bóc hộp ra nhá các bạn nhá, mình sẽ bóc hộp ra các bạn này. Đây là cái hàng thật của bên mình này, cái hàng thật trị nám của bên mình nhá. Đấy, cái màu đỏ của trên cô gái này rất là đẹp này. Và cái mùi ấy các bạn, cái mùi nó rất là đậm các bạn, nó rất là hắc. Trong khi cái hàng giả ấy các bạn ngửi ấy, thì nó rất là nhẹ thôi, mùi không mùi gì cả, nó như cái mùi hộp thôi. Còn cái này nhá, mùi các bạn ngửi rất là hắc này. Cái màu đỏ của trong cái tờ giấy này nó rất là rõ và rất là đẹp. Cái hàng của giả ấy thì nó màu nó thâm thâm hơn đấy các bạn, màu nó thâm thâm hơn. Và cái mùi của cái hàng thật ấy thì nó rất là hắc và cũng như kiểu mùi sâm sộc lên mũi của mình ấy đấy. Nếu mà còn chưa rõ hoặc là còn thắc mắc về cái sản phẩm này ấy, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0985 38 298. Mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt được cái hàng thật và hàng giả để mua cái hàng thật tốt nhất cho mình các bạn nhé. Xin chào các bạn.